chú nghĩ là tổng hợp đang cứ phải chờ Lê Quyền sang đánh tiết canh đấy, đánh canh cho nó chuẩn đấy. Quyền đánh tiết canh của chảo này gọi là đồng đặc luôn, đánh võng chảo được lòng cái lòng còn chạy theo lòng rồi nhỉ. Đấy, làm một cho ông một sẻng trước đi. Xin mời cả nhà. Đấy, rồi ông làm miếng ngon đấy, ông làm miếng nữa đi mát ruột. Đấy, mỗi ông làm một miếng một bát đấy, là vẫn còn thiếu nhỉ. Rồi đến Lê Quyền để thưởng thức, Lê Quyền thưởng thức đấy, xin mời. Đũa chào tất cả đại gia đình, một buổi sáng an lành, sức khỏe dồi dào. Đấy, vẫn như mọi lần. Đấy, hôm nay Lê Toàn sẽ mua một ít sườn sụn này, một ít lòng ngon đấy cả nhà, để chia sẻ cho cả nhà xem cái món gọi là Nolotica huyền thoại. Đấy, hôm nay mình với cả Trương Nghĩa tổng hợp sáng đến đi mua, hai anh em đi mua đấy, là hôm nay gọi Lê Quyền đến với cả mấy chị em được nghỉ, ngày nghỉ mấy khi được nghỉ đâu mà làm cái hôm nay làm một cái gọi là cái chảo tiết canh siêu to đấy. Theo như một số ý kiến của anh, của tất cả đại gia đình ấy, là đồng ý cho Lê Toàn đánh vào một cái chảo đấy, theo mình tham khảo đấy, tham khảo anh em là đánh vào cái chảo cái chớp để cho nó hấp dẫn. Chảo thì nhà chảo rất sạch rồi đấy, mình để chuyên dụng để chuyên nấu nó mới cả để đánh tiết canh thôi đấy. Mọi người thấy hay cho mình một like và đăng ký nhá. Bây giờ mình vào mình triển khai nhá. Đấy, hôm nay đánh vào đấy, cái đấy đấy cả nhà. Đấy, này, chú Nghĩa tổng hợp đã đang chuẩn bị các thứ rau cỏ để đánh rồi. Đây là mình cho vào mình đun nhá. Toàn sẽ thả vào nhá. Cái này rửa sạch rồi, vừa mình rửa rồi. Đây là cái chả này, mấy cái sườn sụn này, tân sườn sụn không này. Cái này đánh tiết canh ăn ngon tuyệt vời luôn. Đấy, cho vào luộc chín. Quá hấp dẫn. Lòng đấy, lòng với dạ dày với cả cái đoạn gọi là cuống họng này, tí cho vào nhúng để đánh tiết canh nữa. Đấy, rau cái các thứ tiết thì một ba tô rồi đấy. Hôm nay là tần món ngon không, cái lồng cổng rất ngon bà ấy cho. Đấy, chú Nghĩa tổng hợp đang băm, tí cho Lê Quyền đánh cái tần sụn ngon trắng phau này, đánh vẫn vào cái chảo trước rồi nhỉ, vẫn như mọi lần. Đấy, tí Lê Quyền đánh tiết canh, chú Nghĩa băm bổi chán qua tí nước nóng ấy cả nhà. Đấy, tí Lê Quyền đánh quá tuyệt vời cái chảo tiết canh này, hai tần bổi ngon được không. Đấy, bắt đầu Lê Quyền thể hiện. Đấy, một chảo tiết canh vẫn như mọi lần đấy cả nhà, cứ gọi là làm một chảo này là ăn tuyệt vời. Ô, xin chào cả nhà. Đấy, cứ phải chờ Lê Quyền sang đánh tiết canh. Đấy, đánh canh cho nó chuẩn. Đấy, Lê Quyền đánh tiết canh của chảo này gọi là đồng đặc luôn, đánh võng chảo được rồi. Đấy, xong rồi quấy, lấy cái đũa quấy, ok. Cứ quấy áp. Có tí nữa, đẹp. Cho nó màu lên. Làm hai lần. Lần trên là làm cái nước tráng thì nó đẹp, hấp dẫn. Quá tuyệt vời. Chảo tiết canh là siêu to, hấp dẫn. Đây nhỉ. Đấy, này, ăn cái này là chất lượng lắm này. Tân bổi, sụn ngon không. Đấy, quá đẹp. Rồi bây giờ mình thái lòng mời cả đại gia đình thưởng thức cùng với cả gia đình nhá. Đây còn thừa tiết, Lê Quyền lại đánh một bát tiết là để tí nó cho vào luộc. Đấy, nghe có vẻ hôm nay ăn nghe vẻ hơi lạ. Tiết luộc ăn nó mát. Đấy, lòng non là mình cho mình trần qua thôi, cho nó thái thế thôi. Chứ không là nó lại mất hết màu đẹp. Đấy, đây ạ. Lòng. Thái lòng còn chạy theo lòng rồi nhỉ. Làm miếng rồi nó thơm, nóng hổi bốc khói. Ngon. Thơm ấy. Lòng già. Lòng già chạy theo lòng non. Lòng già tôi xách cái này về. Lưu Quyền bảo xách cái này về. Chả thấy cành đồng đấy. Đấy, ông bây giờ mới đi công tác về.
Hôm nay đánh vào một cái chảo tiết canh siêu to để ăn cho nó hoang dã không ạ? Đấy. Đây là tận thánh tiết canh hết. Quá tuyệt vời. Đây là món tiết hấp. Đấy. Tiết hấp là nó phải sôi lục bục là không để nước vào tràn vào đĩa. Được rồi, tiết hấp này là chuẩn đấy. Nòng xếp của nó chạy quanh khay. Tiết hấp nó cái màu như là đẹp đấy nhỉ. Đấy, cái này ăn thì chất lượng đấy. Nào các ông ơi, chúc bọn sức khỏe hai ông. Đấy, buổi sáng còn là sức khỏe dồi dào đấy. Chén rượu nhỏ thôi. Đấy là làm cái khay tiết canh siêu to. Chảo chớp. Đấy. Nóng này chú Nghĩa xếp đẹp thế, nồng cộng ngon. Đây là cái món này mấy thánh tiết canh đấy, tân thánh tiết canh không? Bánh xe. Cái này cái khấu mùi ngon lắm, giòn. Ngon quá. Ăn cái nồng cộng ngon, nó ngậy. Ba ăn rồi, ăn vừa ăn rồi. Cả thế giới người ta xem không đẹp. Thật. Sếp có đẹp buồn chạy vòng quanh cái khay kênh tổng hợp ngon cả thế giới xem không đẹp cái đoạn cuối này ngon cái này này cái đấy cái nồng cộng mới ngon không ạ nồng cộng cứ gọi đoạn cuối của tỉnh nó dễ còn cô khuyên nữa Hiên ơi ra Hiên ơi Hiên không ăn à còn cô khuyên chờ cô khuyên nó đang bận. Ăn đi ông ơi, mạnh lên. Ông ăn mạnh lên ông ơi. Ăn rồi hết thì còn để thì nó phí, mà lần ăn tân thừa bao nhiêu. Ngon quá. Cái này ngon nhỉ? Ngon dày. Bác ăn đi, ăn chú ăn. Đấy, nào cái miếng đấy ngon lắm. Đoạn cuối, khấu đuôi. Ngon quá nhà đâu. Xin mời mọi người. Hôm nay lễ thu lại trở lại với màn hình có mặt với khán giả. Màn hình quen thuộc. Cái nòng này nó dày. Ăn cái nòng đấy là nó là dày quịch luôn. Đấy, nệ khuyên bây giờ gọi là vành khuyên rồi về. Vành khuyên. Chào cả nhà nhá. Đấy, gọi là lễ khuyên bây giờ mới về. Hôm nay làm một cái chảo cho cô ăn cho thoải mái mà hôm ấy cứ kêu là đánh cho em 3 bát, 4 bát. Ngoài đánh vào chảo là thoải mái rồi. Thoải mái. Ăn thoải mái. Tiết luộc là chưa chín, cứ từ từ đã. Ăn tiết luộc à? Ăn tiết luộc. Đá kìa, cứ xong rồi kiếm. Đấy, ngon tuyệt vời ông mặt trời. Ngon quá, bánh xe đi. Bánh xe đi, ăn mạnh lên. Ngon quá nhỉ. Đấy, làm cái bánh xe đi. Cứ là lăn tròn. Các lần lượt con nào hết con đấy là vừa. Cứ cuốn chiếu. Bánh đâu gọn thế hả? Anh đâu gọn đấy. Dày này. Đấy dày quỳnh. Ông làm cái miếng đấy ngon đấy. Cuốn chiếu. Đấy. Cho một mũ nha nó còn như mùi rang. Ngon. Rau này không chuẩn đấy nè. Rau này. Rau sạch không? Rau này ngon. Rau bé này mới ngon. Ông bảo rau to nó ngố nó kiểu nó nhiều thuốc. Mát nỏng. Ăn nỏng. Ăn nỏng ngậy đấy. Ngon đấy. Ngon đấy. Ngon. Nằm ngoài đúng không? Có cả các cái răng hành này là chuẩn đấy. Đúng rồi. Vật, đấy, hai cái đấy này. Mới vật nó biết ăn nó ngậy. Mà nguyên tiết không với thả cao hành nó tô. Mỡ vật này ngon. Ăn nó ngậy. Cái xe quay đều. Ông này bảo trăng răng ngăn gàng. Nói được. Nó hỏi mẹ ngày xưa gan mà còn chia nhau, mẹ còn hơn nhau một tí còn khổ ấy. Đúng rồi. Em cỗ hồi xưa gan phải chia từng miếng một này. Ngày xưa nó vì nó không nắm còn không bằng. Ngày xưa lợn nó sạch chất lượng. Ngon. Bà mang đến miếng đến. Nhiều người thích ăn phổi mà. Chia môi. Phổi nên toàn thích ăn phổi. Lòng đừng lấy đoạn giữa nha, lấy cứ lấy từ đầu. Lấy từ đầu cho nó theo gọi là vòng cuốn. Nó còn đoạn là hôm nay nấu ra cái giờ ăn kìa. Đấy, đấy còn đoạn dày đấy. Lòng là theo vòng cuốn. Đấy xong mắt đầu nhìn tí thế. Giòn đấy. Giòn, đúng cái đoạn đấy là giòn. Kiểu cuốn chiếu. Anh kiểu cuốn chiếu. Sao ăn cứ ăn từ đoạn ngon trước nhỉ, không ăn từ đầu này cứ ăn hết ngon đi. Ai gắp từ miếng đầu tiên cái nào không ngon thì mình bớt lại thế thôi. Đừng rồi nó mới lộ ra còn không có cứ gắp này là phải đốt pháo đấy từ đầu ăn luôn.
Ông ơi nhấm mạnh đi ông ơi. Nhấm mạnh đi. Thôi, ông ăn mạnh cái món này đây này. Canh rồi, phá cái bát huyền tí nào còn ạ. Đấy, cho nó hấp dẫn. Rồi, xúc xúc đi. Xúc đi. Đấy, làm một cho ông một sẻng trước đi. Đấy. Đấy, cho ông sẻng trước đấy. Ông đâu? Ông ấy làm sẻng đấy đi. Ông đâu? Đâu thì ông làm gì à? Ông cứ cho mỗi ông một sẻng cứ bình tĩnh. Mỗi ông rồi đông rồi xong là gì nhiều thế này. Như là gì? Như là thạch luôn không phải. Đấy. Cho ông sẻng đấy. Cho ông sẻng nữa. Mỗi ông một sẻng to mà. Cứ cho ông sẻng to ăn cho nó mát ruột. Ông ăn cái này nó mát. Thế này tần sụt ngon mà. Thế thôi mỗi người một sẻng đâu phải lắm đâu mà. Nhé mà lấy cái môi xúc cho nó dễ. Rồi cho gì à? Đấy, cho một sẻng, cho mỗi người một sẻng. Thèm quá, không có thấy cái xúc cho ông của chú mà. Để lấy rồi. Chưa thì lên nữa. Đấy, em sẻng hết. Đưa chú Nghĩa đâu? Chú Nghĩa đâu? Đưa chú Nghĩa một sẻng nữa. Đấy, cho Nghĩa một sẻng này nữa. Thế thôi. Mỗi người một sẻng. Bác Quyền một sẻng. Đấy, cho bác một ít thôi, một sẻng đấy thôi. Còn để phần gọi là chú Quyền. Một sẻng là hết, thế là xong. Đẹp quá. Cho chú Quyền nốt cái chảo đấy. Thế thôi, đây là mỗi người một phát này. Chú Quyền chơi mà cái chảo đấy là ngon tuyệt vời. Bắt tranh không? Bắt tranh cho chú Quyền đi kìa. Quyền. Ô, có ăn tiêu đây không? Ăn tiêu không? Thôi được rồi nào, có ớt xong rồi, có ớt rồi. Đẹp quá đây rồi. Ở đây còn sót của mình là thông cảm, cả nhà thông cảm. Nào, thế mời cả nhà nào. Đông đặt cái này xin mời cả nhà. Đấy, rồi. Ông làm miếng ngon đấy, ông làm miếng đấy, mát ruột. Đấy. Mỗi ông làm một miếng một bát đấy nào. Vẫn còn thiếu nhỉ. Rồi đến Lê Quyền để thưởng thức, Lê Quyền thưởng thức. Đấy. Mời cả nhà. Xin mời. Đũa cho nó ngon. Đũa. Đấy, cho Quyền làm cái sẻng là xong. Thế thôi. Như này đánh hơi ít nhỉ, một chảo nó vẫn hơi ít. Rồi. Nha. Ăn để ăn cho thèm này, mai có ăn nó ngon. Mình nói vui cả nhà, đánh như thế ăn thế thôi, chất lượng là được. Ăn nó ngon. Đấy. Đấy, đây là còn một đĩa bên cua đây. Ừ. Giòn khập. Hôm nay các cháu thường ngặt nghỉ công ty rồi tụi. Là tức là anh em nhau con cháu con. Quá chất lượng. Ngày lao động vất vả. Vậy là xong cái sẻng, xong cái chảo thích canh. Gọi là huyền thoại. Chảo chớp, đấy nên Quyền đánh. Như đợt trước thế, các nhà. Hết bay đấy nè, cháu gái ở nhà mà phình quá, hết bay một chảo giòn giòn quá, giòn ngon. Hết bay làm gì còn, còn mỗi nước còn tí nước vớt lại thế thôi. Đấy, ông gần hết bát này. Được rồi, ăn nhanh hơn hết rồi, mỗi người có một phát chứ đâu lắm. Đấy, đấy xìa xúc. Không, thế là ngon, quá ngon. Mỗi người có một xúc chứ đâu mà nắm được. Là hồng. Ôi dồi. Tiết hồng hào. Quá ngon luôn. Hồng hào giòn. Đấy này rất là hợp lý. Xin mời đại gia đình. Đấy như thế ngon, mỗi người một xúc một sẻng là cứ gọn, gọn nhẹ. Không ai chành. Hiên, Hiên ơi. Cô không ăn. Thế Cường ấy giờ làm gì ở đâu? Ngon quá. Được. Vẫn lại xe gì? Anh có quyền làm nốt miếng cho nó hấp dẫn. Hết đi. Ở đây là hai bà đang quay video lái xe. Đánh vào chảo thì là cô vẫn tị. Cô thích ăn 3-4 bát cơ. Mà thôi, mình theo gọi là một số gọi là đại gia đình đấy yêu cầu mình đánh vào cái chảo thì mình nên đánh vào cái chảo để cho mọi người xem nó mới lạ, nó hấp dẫn, cho nó kiểu cho nó hoang dã. Chứ bình thường là đánh vào bát thì mình vẫn đánh là mười mấy chục bát thì vẫn là bình thường. Đấy, ông. Ngon. Đấy lại còn cả tiết luộc nữa cơ, tiết hấp. Đấy, tiết hấp lại mấy loại tiết này. Tên nào này, rồi đang tiếp tục kìa. Rồi, quá tuyệt vời, ông làm miếng này ngon, mát ruột. Qua nhai giờ nó có giòn nó. Đúng rồi, kêu cũng công. Đấy, đi đường ta tưởng bao nhiêu sao, ăn hẳn sẵn. Đấy, làm cái bát tiết này. Tiết luộc ăn chưa đủ, ăn tiết. Này ăn chưa đủ, về ăn tiết luộc. Cầm cái bát này cho nó hấp dẫn đấy, ở nhà xem ngon. À, tôi mượn cái chai đấy, ăn nước bát tiết canh ấy. Đấy, nào một chai cho Nghĩa rót tiểu. Thôi đi rồi. Thế thôi, ông chỉ nhấm nhi một hai chén thôi. Lấy màu chứ còn tôi.
Ông đấy, biết ông còn tính có đi công tác. Ông mày bây giờ tôi ghét mẹ. Đúng rồi, ông còn đi công tác cơ. Đấy, cắn ớt cày thế mà ông cắn như đúng rồi. Giòn, giòn, ớt gọi là muối. Đấy, này Quyền lại chơi cái loại tiết kia nữa, nắm loại tiết thế. Tiết hấp. Hấp đây là ăn ngon đấy. Nông nóng hổi. Quyền núi nhỉ. Núi rồi nó làm ăn lắm. Đấy, ông làm nốt miếng mát ruột. Ngon, tấn sụn không? Tiết hấp. Tiết trầu. Đây là tiết luộc ăn ngon. Đóng tiết trầu, tiết ngựa. Đúng loại tiết. Lê Quyền làm. Đấy. Ông làm mấy chị em mà công ty mà ngon quá. Ăn ngon mà. Ăn cái này nó, tiết này nó mình làm nó. Là thèm... Đấy, cái thế là xúc rồi ăn nó mát. Nhiều đứa công ty nó mát ruột. Nạc nhiều quá. Đấy, nạc nhiều, ăn nó mát ruột. Tiết canh nó mát ruột. Bùi. Ngon, hấp dẫn thật đấy. Đánh mà tiết rồi nó chất lượng cả nhà. Mình đánh mà tân sườn sụn không ngon. Ngon quá, ngon ngọt. Ngon rồi, ngọt đấy chứ. Mát ruột. Giấu cái đoạn dày ở bên này à? Ừ. Đây là đấy, biết ngay mà. Ừ. Đoạn dày thái để bên này. Dày thái vào trong cái làm miếng nữa cho nó hấp dẫn. Ngon quá, mày phải làm miếng to nữa ăn luôn. À, nó hoang dã. Đấy, do tình hình là cái chảo thức canh đã hết thì xin dừng video ở đây nhá. Đấy. Đấy, xin chào mọi người nhá. Video nói chung nó có thời lượng đấy, mình cũng nói rồi nên là hẹn cả nhà sang clip tiếp theo. À, nhớ đăng ký cho anh em để ra những video tốt nhất. Đấy, ông xin chào đại gia đình cái ông ơi. Đấy, rất thân thương. Thank you mọi người rất nhiều. Đấy. Hẹn cả nhà sang clip tiếp theo, nhớ đăng ký cho Lê Toàn một like nhá, một chia sẻ để ra được những clip tốt nhất. Xin chào tất cả mọi người.